Cái gì con? Thì nước nóng thì Nước chấm. nước nóng tối hôm qua mẹ pha sữa cho con nè, sáng giờ nó ấm ấm là uống ngon Mẹ rồi. kêu con. Nè uống miếng nước đi, uống miếng nước nóng nha. Ấm ấm không đau bụng nha con. Ấm ấm không đau bụng đúng không? Cả nhà yêu ơi, cả nhà ăn sầu riêng, cả nhà nhớ uống nước lọc nhiều nhiều cả nhà, nóng lắm á nha. Đây là sầu riêng vườn, sầu riêng vườn, sầu riêng sạch, sầu riêng không có thuốc, không có nhúng thuốc gì hết, nhưng mà mình cũng phải uống nước nhiều thôi là nó lên mụn mà nha. Sao nó hiền vậy ta? Con yêu mẹ không? Thôi không nói là mẹ giận. Yêu mẹ không? Không mẹ một miếng nè. Không mẹ một miếng. Đó, không không cái tay vậy, không cái mặt cơ cờ. À, ý chị bị xạo lắm. Lan đắp mặt nạ đó, chị không giờ dám đụng tới. Thì nó hay ghê, dơ hay ghê. Thì nó kỹ lắm. Không ai mà kỹ dữ vậy không biết nữa. Không ai vậy? Không ai mà kỹ quá vậy? Kỹ lắm. Ăn dính tay xíu cả nhà là hả rửa tay rồi. Vậy không á?